binh sĩ tiểu đoàn Arop đào đường hầm để phá vây nhưng không thoát, sau đó bị xe phá mìn hạng nặng UR-77 của Nga tiếp tục bắn phá. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Nga, tiểu đoàn Arop không muốn bị bao vây trong những đường hầm của nhà máy Aropta và họ bắt đầu đào các đường hầm mới để cố gắng thoát khỏi vòng vây của quân Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga cảnh giác đã ngay lập tức phát hiện sự thay đổi, chỉ chờ khi binh sĩ tiểu đoàn Arop rời khỏi mặt đất. Hỏa lực quân Nga lập tức bao trùm, làm quân tiểu đoàn Arop bỏ lại xác chết trên mặt đất và nhanh chóng rút chạy về nhà máy thép. Truyền thông Nga tiết lộ rằng tại Mariupol có một đường hầm nằm bên cạnh tòa nhà chính quyền thành phố. Một lối ra đường hầm đã được binh sĩ tiểu đoàn Arop xây dựng và họ âm mưu chiếm tòa nhà chính quyền của thành phố và các tòa nhà cao tầng để yểm trợ cho lực lượng rút ra khỏi khu vực nhà máy thép. Nhưng dường như họ đã quên rằng tại Mariupol không chỉ có quân đặc nhiệm Chechnya trong thành phố mà còn có lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của Nga là SOS. Lính đặc nhiệm SOS ở thành phố Mariupol không chỉ có nhiệm vụ bao vây nhà máy thép mà còn là một đội săn cơ động và SSO không mất nhiều thời gian để phát hiện ra nỗ lực chạy trốn của tiểu đoàn Arop. Khi lực lượng SSO phát hiện ra binh lính tiểu đoàn Arop rút chạy, một cuộc chạm trán ác liệt đã diễn ra và không khó, hỏa lực quân Nga tiếp tục đẩy tiểu đoàn Arop xuống lại đường hầm. Để tránh những rắc rối trong tương lai và chống lại các vụ đánh, sau khi đánh bật tốp lính tiểu đoàn Arop xuống lại các đường hầm, quân đội Nga đã cho nổ tung những đường hầm đã phát hiện được nhằm ngăn chặn việc lính tiểu đoàn Arop sử dụng những đường hầm này để tiếp tục tìm cách chạy trốn và đánh lén. Về phần binh lính tiểu đoàn Arop, cố thủ trong các tòa nhà và dưới hầm gần nhà máy thép, sau khi hết thời gian cho ra hàng, quân đội Nga đã sử dụng xe quét mìn UR-77 Meteorit trực tiếp phá hủy các tòa nhà và lực lượng trú ẩn tại đây. Những dây nổ mà xe quét mìn UR-77 Meteorit phóng ra có sức công phá lớn khủng khiếp hơn cả lựu đạn tự hành 152mm hoặc thậm chí cả siêu cối 240mm 2S4 vì quãng đường nó tàn phá rất lớn. Sau khi binh lính tiểu đoàn Arop không đào được đường hầm để trốn thoát, họ đã bị pháo kích bằng dây nổ hạng nặng của quân Nga. Các bong ke và hầm ngầm kiên cố đã làm những vũ khí hạng nặng của quân Nga bất lực. Và với UR-77 có thể coi là loại vũ khí đặc trị.